Chào tất cả quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn có một điều ước thì các bạn làm gì? Có một điều ước thì mình sẽ ước gì mình chỉ nghèo có một ngày thôi nha. Nghèo một ngày thôi, duy nhất một. Còn hơn ngày nào mình cũng nghèo, mệt quá.